Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật, cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc khiến dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng và bức xúc. Ông Lê Văn Luật, Phó Công an xã Nguyệt Ấn cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 3, Công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh, trú tại làng Minh Thạch, có một vụ hỏa hoạn. Ngay lập tức, Công an xã đã huy động lực lượng xuống hiện trường để xác minh. Khi mọi người đến nơi, phát hiện có đám cháy từ phía tầng 1 của ngôi nhà 2 tầng. Thời điểm phát hiện đám cháy, cửa ngôi nhà bị khóa trong nên lực lượng công an xã và người dân phải cậy cửa để vào dập lửa. Quá trình chữa cháy thì phát hiện có người bị mất mạng do cháy là chị Nguyễn Thị Hạnh. Chị Hạnh được phát hiện đã thiệt mạng và cháy đen trong tư thế nằm ngửa trên giường ở phòng ngủ tầng 1 tại nhà riêng. Sau khoảng 10 đến 15 phút, lực lượng công an xã và người dân tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Do phát hiện có người mất nên công an xã cũng đã phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Ngọc Lặc. Cũng theo ông Luật, do thời điểm mọi người tập trung chữa cháy nên cũng không phát hiện trong nhà có xáo trộn gì. Sau đó toàn bộ hiện trường vụ việc do công an huyện Ngọc Lặc và công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra xác minh. Khám nghiệm hiện trường vụ án, công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận trong ngôi nhà bà Hạnh có nhiều chỗ bị cháy nham nhở, nạn nhân thiệt mạng trong tư thế nằm ngửa, hai chân hơi co, toàn thân bị cháy xém, biến dạng. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1969, là giáo viên trường tiểu học Nguyệt Ấn 2, huyện Ngọc Lặc. Được biết, chồng chị Hạnh cũng là một giáo viên nhưng đã mất cách đây vài năm do bị rắn cắn. Vợ chồng chị Hạnh có hai con trai, cháu đầu hiện đang học nghề tại thành phố Thanh Hóa và cậu con út đang học phổ thông ở quê. Theo nhận xét của người dân cũng như lãnh đạo địa phương, thì chị Hạnh là một người hiền lành, được anh em xóm giềng và cơ quan quý mến. Sự ra đi của chị Hạnh cũng khiến nhiều người dân địa phương và cả chính quyền ngỡ ngàng. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, công an huyện Ngọc Lặc và công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm thi hài, khoanh vùng đối tượng và điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Theo người dân địa phương cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc vào đúng giờ nghỉ trưa, nên người dân xung quanh hiện trường không ai phát hiện có người lạ đột nhập vào gia đình nạn nhân. Chỉ đến khi trong ngôi nhà bốc khói nghi ngút thì mọi người mới chạy đến và phát hiện vụ việc. Chỉ sau vài giờ đồng hồ điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh truy tìm hung thủ. Đến khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 3, đối tượng Ngô Minh Đức, 17 tuổi, ngụ xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa đã bị cơ quan công an bắt giữ. Ngày 16 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Đức là nghi phạm sát hại cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, 47 tuổi, giáo viên trường tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn. Theo lời khai ban đầu của hung thủ, do chơi cờ bạc nên Đức vướng phải nợ nần. Ngày 13 tháng 3, Ngô Minh Đức xin bố mẹ 7,5 triệu đồng để đi chuộc xe máy trước đó Đức đã cầm cố. Tuy nhiên Đức không đi chuộc xe máy mà nướng hết số tiền trên vào chiếu bạc. Đến sáng ngày 14 tháng 3, Đức quay về nhà nhưng không chuộc được xe, bị bố mẹ chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà. Khoảng 11 giờ ngày 14 tháng 3, Đức đi bộ qua nhà cô Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1969, là giáo viên trường tiểu học Nguyệt Ấn 2, huyện Ngọc Lặc. Thấy cô Hạnh ở nhà một mình, Đức vào nhà chơi và có nói chuyện bị bố mẹ đuổi đi. Giờ không có gì ăn nên đói bụng. Nghe Đức kể, cô Hạnh liền nói Đức ngồi chơi, rồi cô xuống bếp nấu cơm để Đức cùng ăn. Khi cô Hạnh xuống bếp nấu ăn, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã đi vào buồng ngủ để lục lọi. Lúc này cô Hạnh từ bếp đi lên phát hiện nên đã chi hô. Thấy vậy, Đức lao đến bịt miệng và giằng co với cô Hạnh, kéo xuống dưới nhà bếp. Tại đây, Đức dùng một hung khí sắc nhọn dùng để gọt hoa quả tấn công cô Hạnh liên tiếp. Chưa dừng lại ở đó, Đức tiếp tục túm tóc, dúi đầu cô Hạnh xuống nền nhà, làm nạn nhân bất tỉnh. Rồi Đức lấy một sợi dây ni lông dài khoảng 250 cm, ghì cô Hạnh tới mức tắt thở mới dừng tay.
Đức lôi thay cô giáo lên giường, sau đó dùng quần áo chất lên người cô, châm lửa đốt thay nạn nhân nhằm phi tang và dựng hiện trường giả để che giấu hành vi đoạt mạng người của mình. Gây án xong, Đức lấy một chiếc điện thoại cầm theo hung khí sắc nhọn gây án, thoát ra ngoài bằng phía sau. Trong lúc nhảy qua tường rào, hắn bị vấp ngã, gãy tay. Đi cách nhà bà Hạnh được một đoạn, Đức vứt hung khí sắc nhọn gây án và chiếc điện thoại xuống ruộng, rồi về nhà kể lại toàn bộ vụ việc mình vừa gây án cho bố mẹ nghe. Ngay trong ngày 14 tháng 3, gia đình đưa Đức đến công an huyện Ngọc Lặc để đầu thú. Nói về nghi phạm của vụ án, ông luật cho biết, nghi can Ngô Minh Đức ở địa phương thời gian qua là một thanh niên bình thường, chưa có tiền án tiền sự. Ông Lương Chí Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyệt Ấn cho biết, mẹ Đức là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, còn bố là giáo viên tiểu học tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Gia đình Đức có hai chị em là hàng xóm của nạn nhân, chỉ cách nhau ít nhà. Ngoài ra, Đức cũng có mối quan hệ thân quen với con trai đầu của nạn nhân. Thầy Trần Hữu Hải, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lê Lai, huyện Ngọc Lặc cho biết, trường hợp em này đã nghỉ quá 45 ngày từ trong Tết nên nhà trường đã cho nghỉ học. Về phía gia đình, em này cũng đã xin bảo lưu kết quả học tập. Nhận xét về học lực cũng như hạnh kiểm của Ngô Minh Đức, thầy Hải cho biết, ở trường học sinh này cũng không thể hiện thái độ quá ngổ ngáo, chỉ có việc hay chơi điện tử và chơi game. Nhà trường cũng đã gặp trao đổi với gia đình rồi. Vì nghỉ quá nhiều nên em này có học tiếp cũng khó lên lớp được. Trước đó em này học ở lớp 11C2, sau đó chuyển sang lớp 11C8. Sau khi nghe sự việc trên, nhà trường cũng đã cử vài người và gia đình nạn nhân thăm viếng. Sáng 22 tháng 9, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nguyệt Ấn, huyện miền núi Ngọc Lặc, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Ngô Minh Đức, 17 tuổi, về tội đoạt mạng người và tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Đức 18 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 240 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.